để cho bà giải nè. Không giải cho. Không. Cứ giải được rồi. Bây giờ đây là cái kim mà có nhà vậy nào. Biết đâu anh nào nó hơn con trong thì sao? Hôm nay là cua dì ba đến sớm, bán sớm nha mọi người. Có 11 giờ 15 là đem đã đem cua rồi. Nhưng mà khách thì đợi đã từ trước rồi, cũng rất là đông. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Hôm qua là có vẻ như là mọi người là nghe dì ba là bán cua hơi chậm nên hôm nay là đến ủng hộ là rất là đông. Vì đi sớm nữa. Rồi, 1-2 con gạch đi em. Hôm nay bán rất là lẹ, là khoảng những 5 phút là gần hết cua rồi đó. Chỉ còn dì ba đem ra nữa thôi. Có, anh cầm cái này nó đợi được 2. Dạ. 130. 130 rồi. 6 3 336 ngàn. Lấy tiền anh trai đây. Số 24 à? Lấy gì anh? Hai con gạch. Hai con gạch em. Lấy số cho khách đi em. Dạ. Lấy số cho khách đi. Số lấy số cho khách. Lấy số đi. Số. Thế là khi nào? 234 ngàn thôi. 234. Có một chị này đưa xe hơi tới nè các bạn. Mà chắc hơi trễ mà không biết còn cua hay không nha. Giờ là chỉ còn cua cạch thôi nha mọi người. Cua cớm với lại cua thịt là đã hết rồi. Chỉ còn có khoảng 2 kg à, 2 kg cua. Con chị lấy gì? 4 con luôn em ơi. Còn 4 con cuối cùng luôn, hết cua. Đợi chị ba ra nha mọi người. Hết cua rồi. Hiện tại là 2 cái thùng cua ban đầu của dì ba đã hết. Giờ mọi người đang đợi để dì ba ra. Thứ nhất là để gặp mặt dì ba, thứ hai là để mua cua. Đây đây, rất rất là nhiều người đây. Này
đây mọi người ơi, hai vợ chồng này á là ở Phú Quốc đi vào thăm gia đình ở Sài Gòn, thì có biết được dì ba bán ở đây thì tới ủng hộ dì ba. Nhưng mà cái anh này anh tới sớm lắm, khoảng chừng 10 giờ là anh đã tới rồi, nhưng mà anh đã bốc được số 15. Nhưng mà tới cái phiên ảnh á thì ảnh không có mà mua cua mà nhường cái số của ảnh cho người khác. Để chi? Để ảnh nói là mục đích là để gặp dì ba thôi. Nhưng mà nếu mà còn cua thì ảnh sẽ ủng hộ. Đây mình sẽ hỏi ảnh nha. Anh muốn gặp dì ba để một lần đúng không anh? Anh ở Phú Quốc. Dạ. Bữa nay anh tính ủng hộ dì ba là bao nhiêu ký cua? Có 6 con, mình không biết bao nhiêu ký, có 6 con thôi. Dạ. Còn cái chuyện mà anh nhường cái số thứ tự cho người khác á là sao anh? Không, nhường cho ta mua trước đi rồi mình từ từ sao cũng được. À, lỡ hết cua rồi sao anh? Hết về thôi. Cho biết thôi. À, cho biết thôi. Rồi em cảm ơn anh. Dạ. Hiện giờ chị Thí đang điện dì ba để hỏi coi cua chừng nào ra, tại vì rất là nhiều người đang đợi. Đây, tại thường thì khoảng 12 giờ thì 12 giờ hoặc 12 giờ rưỡi dì ba mới ra. Còn khách người ta đợi rất là nhiều. Ba đã ra nghe các bạn. Đây. Đây, thấy không? Đó, nhiều người lại đó. Thì cái anh này anh cũng mua được cua nè các bạn ơi. Ba mua giờ cho con mình ăn rồi. Anh cho mua 6 con à, không biết bao nhiêu ký nữa, nó căng là mình đâu có coi đâu. 6 con bao nhiêu tiền? 575.000. Anh cho em hỏi là cua này nó khác với cua ngoài Phú Quốc như mình là rồi, nó khác đâu, gì đâu nuôi cua đâu ngoài Phú Quốc có ghẹ mà. À. Ở đấy thì ghẹ. Cái mà cái cảm giác mà anh gặp được dì ba hôm nay sao anh? Thấy nó vui vui. Vui. Nó vui vui. Anh mua ăn cho vừa cho biết rồi chứ. Mua ăn rồi trước hết mình đi cho biết vậy đó. Anh em nào có vô đây chơi, vô thành phố chơi thì đến cua dì ba. Ủng hộ cho dì ba vậy đó. Anh thấy giá sao anh? Thì mình bán giá cũng được á, giá không có mắc đâu. Dạ. Mua được cua gì ba không mừng không con? Đó, mua hồi nãy đợi sáng giờ. Dạ. Có đợi từ mấy giờ? Có đợi mấy giờ? Giờ là đợi đây từ mấy nữa. Đợi gì ba ra chứ số sớm á. Giờ mình đợi gì ba đọc ra giờ mình ăn thử luôn hả? Không, giờ mình thử coi, giờ đi về giờ nhà ăn rồi. Gì ba có đọc coi rồi. Trung Quốc đây luôn hả? Để mình qua hỏi dì ba là bữa nay bán được bao nhiêu cái ký cua nha mọi người. Đúng rồi. Dì ba. Ngày ký gì ba? 60 ký. Cái 60 ký. Đó là gì ba? Có sao không?
để bán rất là ít. Hôm nay đường này hơn đúng gì bán? Na rẻ chứ đâu mệt mình quá. Dạ, bán ít thôi, bán ít thì nó đường đẹp lắm. Lấy nhiều mọi người khách là mệt lắm. Ba la một hồi nè mọi người. Để đi, kiếm dựng thì mua nó nhiều, chắc chơi chứ đủ nè ăn, còn giờ á thì hết thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đỡ gì ba mà không có. Thì vậy đó, chứ còn ít á thì nó khỏe thôi. Còn nhiều thì nè, nó mệt chút. Nên nó muốn được hết giờ thôi về. Đây là cái chị mà đi mô tô nè mọi người, nhưng mà chị về tới sau là mối của dì ba đó đây, nhưng mà tới sau thì đã hết cua rồi nha. Đây chị này là ở Bình Dương, bây giờ nhờ mà dì ba là chẻ cua giùm. Chị ngồi xuống đi, chị ngồi đi lên chỗ đẹp chị. Chị chuẩn bị đi gì? Cô hết luôn rồi nha. Giao mời đồng em. Chị bao cua cua cho khách. Hết cua rồi ơi. Hết cua rồi cô ơi. Cua có ngon không nhá? Cua ngon không gì ba? Ngon luôn. Này là cua gạch. Wow. Đây, quá rất ngon, nhiều gạch, mua rất nhiều gạch. Đỡ lông mày lên luôn nha, bạn quỳnh gì vậy? Từ từ lên đây khoảng 2 lần đi. Gì vậy? Có gì cắt muối chấm chanh ăn được. Và chưa chanh non á, chấm muối ngon cực kỳ luôn á. Không. Không được. Không muối, quê ăn có đường nghèo lắm. Chanh chanh không non, dùng giòn á, lắc muối ra trồ. Chanh chưa có hạt á. Đúng rồi, chấm cái này quanh hạt. Nhà ngon ngon, đây là có chồng rồi, đây là thăm ăn về. Bao nhiêu gì này hả? Đâu đâu, cái chữ đó đâu có trong làm được ấy. Đổ tôi kia luôn. Cái này giờ bình thường đấy, đúng rồi. Cái này là đổ mà cái cao chồng cái gì mà anh lắm. Vô có chị đó, xong rồi chị chụp hình chị ba. Anh lên vô luôn anh. Trời ơi. Bắn cũng có được 2 cua. Cho con cái bình, cho con cái bình đi. Bắt cua mua cua và chụp hình chị ba. Tầm này hết sớm rồi. Đây, dì ba đang dọn cua đi về nè nha. Dì ba vô đi, dì ba đi. Dì ba thắt cái này. Chạy chạy chạy. Bữa nào mà thấy mệt thì đi đi chơi nha. Bữa nào? Bữa nào gì ba nghỉ bữa đi, tụi ở đây có hết anh em ở đây. Dẫn chị ba đi chơi. Mời chị ba đi. Dạ luôn. Lấy này đi mình đi đập xe rồi chị ơi. Trời ơi. Đi dẫn chị ba đi đập xe. Cái làm như tôi nứt vậy thì làm giờ vậy. Bữa nào có chị ba thông báo. Ốp bữa đây. Đúng rồi. Chị ba thông báo apply fan apply farm đi. Không báo apply. Nói từ từ đi, từ từ. Bỏ con bà, bỏ con dẫn chị ba đi đầm sen đi sâu thú rồi chơi. Trời ơi. Bữa nào chị ba nghỉ 2 ngày đi, 1 ngày chị ba giữ sức, còn ngày nữa chị ba đi đi quẩy với tụi con. Đúng rồi. Chị ba mày đồ để không phải chị tùy tâm tâm. Chị tặng chị ba lại nè. Ờ, bật cái gì cũng được mà tặng. Đây chị ba, thấy tặng chị ba. Để chị ba đi làm lễ mừng thọ. Tụi đô nào cho. Tại vì thấy tặng đồ cho dì ba nè, mừng thọ cho dì ba đó mọi người. Nè, con cho ba sắp giải đêm nay nha. Dạ quá đi. Thích không? Lấy tiền đô cho đi. Có thêm không? Tôi sẽ tiền đô cho ba cho tờ giấy trắng rồi. Nha. Cho tiền đô, xin tiền đô sao? Cho màu, cái màu đỏ mà không có, cái màu này nó giống màu con cua không? Giống màu con cua luôn. Màu đỏ. Màu đỏ tao thích nè. Đỏ, màu đỏ dì ba. Thích không? Màu đỏ hiền đỏ. Rồi, rồi đó chị ba, chị ba, chị ba, chị ba là ba cái áo cái này là chị ba. Cam cũng cho ba bộ. Cái này thích không nè, con cho bộ thứ hai nữa nè. Thích không? Được. Được hả? Không được. Thích.
thì mấy người già mặc thôi. Đừng có cho màu đen là được rồi. Màu đen suy lắm. Nè, màu xanh này là xanh biển nè, lúc nào cũng tìm vô như nước luôn á. Giờ bữa này mai vậy hả? Chưa. Có cho chị ba, giờ chị ba mang cái bộ màu đỏ dưới đi chị ba. Không, bữa đó mình lên á, tại đôi tuổi á, là chị ba phải mặc màu đen. Màu đỏ phải không? Ờ, chị ba phải mặc màu này nha. Cái này là con tác viên. Rồi có một anh ở ngoài Hà Nội qua điện cho con á. Anh làm ở bệnh viện, anh nói là chị ba quà mà con chưa biết làm quà gì, con chưa có chọn. Báo cho chị ba biết, chị ba cảm ơn anh ở ngoài Hà Nội đi. Chưa nhận quà nhưng mà chị ba cũng cảm ơn đi. Chị ba cảm ơn chị ba, thật ra không biết mặt chị ba. Chị ba cảm ơn anh Hà Nội, các anh Hà Nội tặng quà cho chị ba nha, tặng quà chị ba. Hôm trước anh Đức là kêu là anh Đức. Anh Mỹ thì anh Mỹ. Anh Tối. Anh Bông. Mới. Anh Tối. Đi ơi. Mày nói gì đó. Đi. Cảm ơn. Đâu có biết chỗ may đâu. Chị ba may em nhiêu tiền trả cho. Thôi để chị ba trả nè. Không trả cho. Không. Tôi giải được rồi. Đó bây giờ đây là đang tìm mà có nhà. Con trả vậy cho biết đâu ăn nở hơn con trong tiền sao.